Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị 19 về giãn cách xã hội, cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam được mở cửa trở lại. Thủ tướng ban hành chỉ thị mới và yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm chống dịch như chống giặc. Người dân thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung đông người. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện đông người. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Vận chuyển hành khách bằng đường hàng không áp dụng các biện pháp phù hợp. Với trường học, giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt, tập thể thao, bảo đảm không tập trung đông người, thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Các cơ quan, đơn vị khi làm việc thì người đứng đầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, không để đình trệ công việc.